Năm học 2022-2023, ngành giáo dục sẽ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với khối lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Việc triển khai đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về giáo viên giảng dạy ở các môn học mới. Năm học tới, cũng như các trường khác, tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, chương trình lớp 10 không chỉ xuất hiện một số môn học mới như âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục kinh tế và pháp luật, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, mà việc tổ chức dạy và học cũng có nhiều thay đổi. Học sinh sẽ học tập theo tổ hợp gồm 7 bộ môn bắt buộc, 2 môn học tự chọn và 5 môn học lựa chọn. Khó khăn lớn nhất là vấn đề nhân lực, như là ở các bộ môn mới. Đối với giáo viên âm nhạc và mỹ thuật của khối trung học cơ sở thì mới chỉ đáp ứng được đối với khối trung học cơ sở. Còn nếu đối với khối trung học phổ thông thì nhà trường vẫn phải cần thêm giáo viên nữa. Nhà trường thì cũng đã có các đề xuất, đó là tiếp tục là tập huấn hoặc là đề nghị là đào tạo cho một số giáo viên mà ở trong diện thừa, ví dụ môn văn có thể đào tạo để có thể dạy được các bộ môn khác, ví dụ môn hướng nghiệp, trải nghiệm, sáng tạo. Bao giờ có cái sự khởi đầu mới thì cũng có những cái khó khăn, làm quen với một cái bộ sách giáo khoa mới sẽ phải tìm kiếm những cái tư liệu mới để soạn một cái bài giảng theo cái định hướng phát triển năng lực của học sinh. Chương trình giáo dục phổ thông mới với khối lớp 3 cũng gặp nhiều thách thức khi 2 môn tiếng Anh và tin học trở thành môn học bắt buộc. Nhiều trường tiểu học thiếu hoặc không có giáo viên dạy 2 bộ môn này. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, phòng máy thiếu và yếu, không đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học. Trong bối cảnh tiếp tục tinh giản biên chế, nguồn đầu tư cho giáo dục còn khó khăn, nhiều trường học phải có những giải pháp tình thế. Nhà trường cũng đang linh hoạt để đưa các giáo viên có trình độ công nghệ tin học tốt cũng như là giáo viên văn hóa giảng dạy đối với lớp 3 sang năm sẽ trực tiếp tham gia các cái lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ tin học, đảm bảo sẽ có giáo viên dạy tin học cho các em. Triển khai chương trình sách giáo khoa mới, các trường học ở tỉnh Hưng Yên chưa có giáo viên dạy âm nhạc mỹ thuật ở bậc trung học phổ thông, đồng thời cũng chưa có giáo viên dạy môn ngoại ngữ thứ hai. Phát biểu trước cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thiếu giáo viên đang là thách thức lớn nhất khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời đề nghị cần có hướng dẫn cơ chế để địa phương thực hiện hợp đồng giáo viên, chuẩn bị nhân lực thực hiện đổi mới giáo dục.